Nếu để ý thì bạn sẽ thấy rằng mỗi khi bạn ngồi thiền, giữ tâm trí tĩnh lặng và bắt đầu tụng niệm những câu thần chú mantra, đặc biệt là thần chú OM, thì bạn sẽ cảm giác được một nguồn năng lượng rất lớn chạy dọc từ sống lưng, bắt đầu từ bên dưới rốn lên đến đỉnh đầu của bạn. Và nó tương đương với vị trí của luân xa gốc số 1 và luân xa 7. Hoặc với một số người khác, khi tụng niệm các câu thần chú thì đột nhiên nước mắt cứ liên tục chảy ra, cảm xúc bất ngờ dâng trào, bạn cảm thấy bình yên, vô cùng hạnh phúc, cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Đó chính là lúc quá trình chữa lành bắt đầu xảy ra. Bạn đang được chữa lành bằng năng lượng chỉ qua việc tụng niệm các câu mantra thần chú. Bởi vì có những câu thần chú nắm giữ một nguồn sức mạnh, một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, đặc biệt là các câu chú tiếng Phạn cổ. Và trong video hôm nay, Jennie sẽ chia sẻ với các bạn về những năng lượng kỳ diệu đằng sau câu thần chú OM nổi tiếng, được cho là âm thanh nguyên thủy đã tạo ra vũ trụ từ hư vô. Nên là các bạn hãy nhớ xem hết video và comment chia sẻ cảm nghĩ của bạn với Jennie bên dưới nhé. Hello mọi người, mình là Jennie. Và cho những bạn nào chưa biết hay là mới lần đầu theo dõi video của Jennie thì trong kênh YouTube này, Jennie sẽ chia sẻ về những phương pháp áp dụng luật hấp dẫn để thu hút những điều bạn mong muốn và các kiến thức về tâm linh, tiềm thức cũng như là phát triển bản thân để giúp tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và đặc biệt là cho những người luôn theo dõi ủng hộ Jennie. Và quay trở lại với video hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sức mạnh kỳ diệu đằng sau câu thần chú tối cao OM. Đầu tiên thì các bạn cần hiểu rằng thần chú OM là sự kết hợp của ba âm và đây là ba âm thanh đặc biệt trong vũ trụ. Vì chỉ có ba âm thanh duy nhất, nguyên thủy nhất này, cơ thể con người của chúng ta mới có khả năng nhận thức được. Còn tất cả những loại âm thanh khác đều chỉ là sự pha trộn từ ba âm thanh đặc biệt này. Bạn cũng có thể tự làm thử thí nghiệm này với bản thân để hiểu rõ hơn. Đó là đừng cử động lưỡi khi nói, thì bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ có thể phát ra được ba âm thanh duy nhất là a, o, Tất cả những âm thanh còn lại đều được tạo ra do sự cử động lưỡi của bạn, là sự pha trộn từ ba âm thanh đầu tiên. Và điều này thì nó cũng giống như trong hội họa bạn đã từng học ở trường, đó là chỉ có 3 màu sắc cơ bản nhất, đó là đỏ, vàng, xanh, và tất cả các màu sắc còn lại đều là sự pha trộn giữa 3 màu cơ bản này. Khoa học hiện nay đã chứng minh rằng tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ rung động và tần số. Bất cứ nơi nào có rung động, nơi đó có âm thanh. Bất cứ nơi nào có âm thanh, nơi đó có sự sáng tạo. Và âm chú OM hay là ba âm thanh mà Jennie vừa kể là ba âm thanh nguyên thủy nhất, là nguồn gốc tạo ra vạn vật trong vũ trụ. Và lưu ý ở đây đó là bạn cần phải tụng đúng âm OM này thì nó mới thực sự tạo ra được hiệu quả cho bạn. Bởi vì Jennie thấy là có rất nhiều người thường phát âm sai hay là tụng sai câu chú này. Và một lát nữa thì Jennie sẽ hướng dẫn các tụng đúng âm OM này theo tiếng Phạn, nên là các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé. Có một số bạn hay hỏi rằng làm sao để kết nối được với các vị thầy tâm linh hay các bậc giác ngộ hay thượng đế, vũ trụ, chúa trời, thần Phật vân vân. Thì bạn cần hiểu rằng các vị thần Phật, các bức hình tượng mà bạn hay gọi tên hay là thờ cúng chỉ là những hình tướng vật chất, là hóa thân phàm trần của các vị ấy. Còn thật ra thì họ cũng chỉ là những năng lượng, nhưng là dạng thực thể năng lượng bậc cao, và mỗi nguồn năng lượng này đều có một tần số rung nhất định. Chỉ khi nào bạn điều chỉnh được tần số rung của mình đến cùng tần số rung của một nguồn cụ thể thì bạn mới có thể kết nối được với các nguồn năng lượng đó hay là các đấng đó. Ngoài ra thì như chúng ta đã biết là mọi thứ đều mang những tần số và rung động khác nhau. Và nếu như bạn muốn thu hút một điều gì đó thì bạn phải nâng cao được tần số năng lượng của mình và điều chỉnh bản thân vào đúng tần số mà bạn muốn thu hút. Nói cách khác là nếu bạn ở trong tần số rung động thấp, tiêu cực, thì bạn sẽ luôn thu hút những điều tiêu cực vào cuộc sống của bạn. Và do đó việc tụng niệm những câu mantra, thần chú hay mật chú sẽ có thể giúp bạn nâng cao tần số rung động của bản thân. Bởi vì mỗi âm thanh nhất định sẽ có khả năng kích hoạt một chiều kích không gian riêng biệt trong hệ thống năng lượng của bạn. Và đặc biệt với âm chúa OM sẽ có thể kích hoạt toàn bộ hệ thống năng lượng trong cơ thể, và đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học cho thấy rằng rung động tạo ra từ âm OM thật sự có khả năng tái tạo lại các tế bào và khai mở những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể. Ngoài ra thì với việc tụng âm OM như vậy thường xuyên sẽ rất có lợi cho luân xa năm hay là luân xa cổ họng của bạn. Và điều này rất quan trọng để Jennie giải thích vấn đề này, vì nó sẽ rất có lợi cho những bạn nào hay cảm thấy bản thân gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Kiểu bạn nhút nhát, bạn sợ thuyết trình, sợ nói chuyện trước đám đông, hoặc là bạn cho rằng bạn là người hướng nội nên bạn khó nói chuyện, khó chia sẻ và không thể bày tỏ cảm xúc với người khác. Thì nguyên nhân thật sự cho những điều vừa kể đó là do luân xa cổ họng của bạn bị tổn thương. Và khi luân xa khu vực này đang không hoạt động tốt thì sẽ dẫn đến việc là năng lượng bị tắc nghẽn. Nó sẽ khiến cho bạn không thể bày tỏ được cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân. Kiểu như bạn có rất nhiều những suy nghĩ và lời nói trong lòng nhưng không có cách nào thốt ra được thành lời. Và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy. Và nếu điều này diễn ra trong thời gian dài thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng mắc phải những vấn đề khác về tâm lý, như là trầm cảm, rối loạn lo âu, hoặc là chuyển thành các bệnh về thể chất thì có thể là bệnh tuyến giáp hoặc thậm chí là bệnh ung thư. Do đó nếu như thực hành tụng âm OM thường xuyên thì bạn sẽ có thể tự chữa lành luân xa cổ họng cho mình. Bạn sẽ lấy lại được tiếng nói của bản thân và thậm chí là còn có thể luyện cho giọng của bạn hay hơn nữa. Bên cạnh đó thì cũng có những bạn thắc mắc là bạn phải tụng bao nhiêu lần mới đúng. Có người thì bảo phải tụng 51 lần, 55 lần, có người thì bảo phải tụng 108 lần. Vậy thì những con số này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào? Thật ra với bản thân Jennie thì thường thực hành việc tụng chú 108 lần. Và câu chuyện về con số 108 này thì có liên quan đến một bậc thầy từ xa xưa, nhưng Jennie sẽ không kể chi tiết chuyện này bởi vì Jennie không muốn tạo ra một cuộc tranh luận tôn giáo của các bạn, hay sẽ lại có một số bạn bảo rằng ồ cái này chỉ là mê tín thần thánh này nọ kia. So là chúng ta sẽ không đi sâu vào câu chuyện đó ngày hôm nay, nhưng bạn có thể hiểu đơn giản rằng 108 là con số thường được thực hành bởi các yogi hay là các lạt ma ở Tây Tạng từ hàng ngàn hàng vạn năm qua. Chính bởi vì các vị ấy đã thực hành với con số 108 rất nhiều lần như vậy, và vì thế đã tạo ra một nguồn năng lượng cực lớn cho nó, và nguồn năng lượng này sẽ mãi luôn tồn tại ở đó cùng với vũ trụ theo thời gian. Vì thế mỗi khi bạn thực hành với con số 108 như vậy là bạn cũng sẽ nhận được năng lượng từ các bậc này. Đồng thời khi mà bạn kết hợp giữa việc tụng chú OM và 108 lần thì sẽ lại càng tạo ra một nguồn năng lượng rất lớn và huyền diệu, và có lợi cho quá trình thu hút, chữa lành hay là phát triển tâm linh của bạn. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cách tụng niệm âm OM như thế nào cho đúng. Thì có hai cách để bạn niệm chú. Thứ nhất là niệm bằng miệng. Thông thường thì ai cũng niệm chú bằng miệng. Họ sẽ kiểu ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt, hai tay để ngửa trên hai đầu gối như thế này, gọi là bắt thiền ấn, và miệng niệm âm thanh OM. Thì điều này không sai, nhưng vấn đề ở chỗ là các bạn không phát âm đúng từ OM. Jennie biết có một số người thường muốn dịch nghĩa những câu mantra thần chú tiếng Phạn ra tiếng Việt cho dễ hiểu, và tụng niệm những câu thần chú này theo phiên âm tiếng Việt cho dễ đọc. Chẳng hạn như với câu thần chú nổi tiếng mà người Việt mình hay tụng là Om Mani Padme Hum đó, hoặc là tụng âm OM thì bạn cứ OM 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 108 lần như vậy. Thì thật ra điều này ở một chừng mực nào đó nó vẫn giúp ích được cho bạn khi bạn thành tâm tụng niệm và tạo ra được cảm xúc tích cực. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn hãy cố gắng niệm bằng tiếng Phạn, bởi vì ngữ âm của tiếng Phạn có tần số rung đúng với tần số rung nguyên thủy của vũ trụ nhất, và vì thế chỉ khi được tụng niệm bằng tiếng Phạn thì các câu mantra thần chú mới có thể phát huy được sức mạnh của nó ở mức tối đa. Và cách phát âm đúng của câu chú này không phải là OM, mà thật ra thì nó là sự kết hợp của ba âm để tạo ra âm OM mà bạn vẫn hay nghe. Và khi tụng thì năng lượng sẽ chuyển động từ dưới lên trên. Nó cũng giống như khi bạn hát vậy, thì bạn sẽ lấy hơi từ bụng đưa lên. Lỗi thường gặp của các bạn là bạn lấy hơi từ cổ hay là từ ngực để tụng kiểu a, nhưng thật ra nó phải thế này. Và nó sẽ là Bạn có thấy sự khác biệt không? Ok, và cách thứ hai đó là niệm trong tâm trí. Sự thực là trong các cách thì cách niệm chú cao hơn và đúng hơn cả là ý niệm, tức là niệm trong tâm ý, trong tâm tưởng hay là trên đỉnh đầu. Hoặc với một số người thì gọi là niệm trong tim. Tuy nhiên, cho dù bạn niệm ở đâu, đầu hay là tim, thì câu chú cũng phải được tưởng tượng là tự nó phát âm ra ở đó, chứ không phải là do cơ thể của bạn. Cơ thể phải hoàn toàn thư giãn, thanh thản và không dính dáng gì đến câu chú. Thường thì bạn sẽ thấy khó khăn và âm thanh sẽ khá yếu, không rõ ràng. Nhưng khi mà bạn quen rồi, thì lúc đó tụng niệm và điều khiển âm lượng sẽ dễ hơn. Và theo Jennie thì quan trọng là phải niệm câu chú OM này thật rõ ràng ở ngay đỉnh đầu, vì đây là nơi tọa lạc của luân xa 7 và huyệt bách hội, hay còn gọi là thiên môn, và OM là huyền âm đặc biệt của luân xa này. Ok, và đó là những nội dung chia sẻ cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Và nếu bạn nào chưa download về những cuốn sách ebook hay nhất mà Jennie đã tuyển chọn trong tủ sách tâm linh thì có thể nhấn vào link bên dưới video tải về mấy những cuốn sách này nhé. Còn bây giờ nếu bạn thích video này thì hãy nhấn like, share, chia sẻ video này để lan tỏa giá trị đến cho nhiều người xung quanh. Và nhớ hãy comment phía dưới cho Jennie biết về những câu thần chú nào mà bạn thường sử dụng nhất. Và nếu bạn nào chưa subscribe, đăng ký thì nhớ ấn subscribe và bật luôn cái chuông thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc mọi người năm mới nhiều hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.